Xin chào, mình là Phạm Thị Trung, mình năm nay 17 tuổi, mình đang học tại trường Diễn Châu 3. Hôm nay mình vừa mới đậu được visa đi du học hè ở mình được công ty du học Tân Đại Dương giới thiệu và mình sẽ qua bên Mỹ học trường St. Peter University. Ngày bắt đầu lịch trình của mình sẽ là ngày 16 tháng 7 và kết thúc là ngày 5 tháng 8, mình sẽ đi trong 3 tuần. Mình được chị Nhi giúp đỡ ở trong công ty Tân Đại Dương và mình đã học tiếng Anh với chị Xuân Anh. Mình muốn cảm ơn hai chị đã giúp đỡ mình trong thời gian qua, giải đáp cho mình các câu hỏi để mình có thể trả lời xuân chạy được trong cái cuộc phỏng vấn với lãnh sự. Mình trả lời được hết các câu hỏi của lãnh sự. Nếu mà bạn không nghe rõ lãnh sự hỏi gì thì bạn sẽ sang hỏi chị phiên dịch, chị ấy sẽ phiên dịch câu hỏi cho mình và mình sẽ trả lời bằng tiếng Anh với lãnh sự. Kinh nghiệm của mình là mình ôn tập các câu hỏi thật tốt. Trình độ tiếng Anh của mình thì nói và nghe thì chưa được suôn sẻ lắm, nhưng mà với thời gian mình nỗ lực học tập với nói trả lời thì mình đã trả lời với lãnh sự được tốt. Điều quan trọng nhất là trước hết là mình phải bình tĩnh và mình phải cười và học với họ. Trước hết là mình phải chào và cười để cái thể hiện cái mình bình tĩnh, tự tin và muốn nói chuyện với họ. Và mình được thể hiện được cái quyết tâm là mình muốn đi sang bên Mỹ du học. Chúc các bạn thành công.